Ngọc Mai cùng team nghe kể chuyện Mai Đêm Khuya xin chào các bạn. Đêm nay thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục kể Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, dịch giả Cục Mỡ Huyền Thoại, nguồn truyện tại tầmhoan.com. Chương 418: Mỹ nữ yêu phó. Cuộc đời Diệp Thiếu Dương sợ nhất là nữ nhân khóc. Nhìn Tranh Tử khóc khiến hắn phát hoảng, muốn tiến tới đỡ cô đứng dậy, nhưng mà cảm thấy không thích hợp. Tiến thoái lưỡng nan, luống cuống tay chân không biết làm cái gì. Diệp Thiếu Dương mới nói, này cô ơi, cô đừng khóc ở đây nữa có được không? Tranh Tử mặt hoa ủ rột, càng khóc càng to, trông rất thương tâm. Diệp Thiếu Dương khoát tay, được rồi, cô nói thế nào thì là thế đó, đã thành xin cô đừng khóc nữa. Tranh Tử nghe vậy, chỉ sau một giây liền nín khóc, mỉm cười. Chu Tĩnh Như khẽ hừ một tiếng lẩm bẩm, vừa khóc sưng cả hai mắt, bây giờ lại không khóc nữa. Có người nào đấy không cầm lòng được rồi. Diệp Thiếu Dương biết mình trúng kế, cảm khái trong lòng. Quả nhiên là tiểu yêu tinh, thật đúng là nhiều quỷ kế. Hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể thoát khỏi cô người cá phiền phức này, thì đột nhiên Tranh Tử hé miệng, nhổ ra giọt như là hạt châu sáng lóng lánh, tỏa ra sắc hồng sáng rọi. Hai tay dâng lên cho Diệp Thiếu Dương. Hồn tinh. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nha đầu này quả nhiên dám làm thật. Quỷ yêu nhận chủ mới tình nguyện xuất hồn tinh, một khi hồn tinh ly thể, không còn cách nào nuốt trở về. Đã nhận chủ thì bất kể là quỷ yêu thiện hay ác, đều phải nghe lệnh của chủ nhân. Nếu như không có người tiếp nhận, hồn tinh tự động héo rũ. Quỷ yêu một khi xuất ra, nếu không có ai thu nhận, kết cục chỉ có một, cả đời không thể nhận chủ lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, đành mở tay ra nắm chặt hồn tinh. Trong tích tắc, hồn tinh tiếp xúc với Diệp Thiếu Dương, nó hóa thành một đóa hoa hồng sắc, chậm rãi chìm trong lòng bàn tay, lưu lại một hồn ấn hình cánh hoa. Giờ giờ hớn hở nhảy nhót trên vai Diệp Thiếu Dương, chúc mừng lão đại thu được yêu phó rồi. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, bên cạnh hồn ấn vừa xuất hiện có thêm một hồn ấn nhàn nhạt khác. Xem xét kỹ, không phải là quỷ, không phải là yêu. Giờ giờ lập tức hỏi, lão đại còn có quỷ phó khác à? Hà cơ, quỷ âm sinh. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, hắn không muốn nói nhiều, quay đầu nhìn Tranh Tử lắc đầu nói, thôi, thu cũng thu rồi, về sau không được gọi ta là chủ nhân, ta không chịu được đâu. Tranh Tử nghiêng đầu nhìn, vậy gọi là gì ạ? Dừa dừa che một câu, giống như tôi đây này, cũng gọi là lão đại đi. Lão đại. Dừa dừa sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhún vai, gọi gì chả được, đừng có gọi chủ nhân là được. Đã biết, lão đại. Dừa dừa nhảy lên vai Tranh Tử, sờ lên đầu cô. Tôi nhận lão đại trước cô, về sau cô phải nghe theo tôi. Tranh Tử đưa tay dở dở miệng dừa dừa. Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 1000 tuổi. Cậu khoác lác. Tôi có tu vi 100 năm. Cậu mà đòi 1000 năm á? Không tin chúng ta thử đánh một trận đi. Nếu không phải đánh, tôi không sợ cậu. Này mặt lão đại, tôi không muốn đánh cậu. Hai người đấu khẩu liên tục. Diệp Thiếu Dương cẩn thận kiểm tra Tranh Tử. Lúc trước cảm thấy cô xinh đẹp bình thường, không ngờ có cơ hội nhìn kỹ. Lúc này cẩn thận xem xét phát hiện Tranh Tử thực sự đẹp đến mức động lòng người. Hơn nữa có thể vì nguyên nhân là nhân ngư nên vẻ đẹp của cô có sức hút, không có bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, tựa như được photoshop ra vậy, vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù có vẻ thiếu chân thật, nhưng quả thực là không nam nhân nào có thể ngăn cản được bản thân mình say mê. Sau một hồi thỏa sức ngắm nhìn, đột nhiên Diệp Thiếu Dương nhớ cái gì đấy, ngẩng đầu nhìn lại. Chu Tĩnh Như mặt đầy nộ khí nhìn hắn. Hắn nhất thời không biết làm thế nào, gãi gãi đầu. Thôi thôi, hai người đừng có tranh cãi nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn Tranh Tử. Cô nói đi, tại sao cô bị Hồ Uy bắt được? Hồ Uy? Vừa nhắc đến Hồ Uy, thần sắc Tranh Tử lập tức đại biến, từ trong mắt hiện lên tia cửu hận, làn da trắng như tuyết trở nên hồng nhạt, một cỗ yêu khí bỗng tràn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương cả kinh, tu vi của cô hoàn toàn không thấp. Tôi lớn lên ở Nam Hải,
Thời gian không thể nói. Tôi tu thành người mất 18 năm, giống như yêu tu bình thường. Sau khi thành hình liền đến nhân gian sinh sống. Tôi tu luyện gần bờ biển, có cái thị trấn. Tôi không kiềm chế được đã đi vào trong đấy. Còn tàng hình đến trường học, học ngôn ngữ của con người, tri thức, tổng cộng 18 năm. Diệp Thiếu Dương nghe xong lập tức gõ vào đầu mấy cái. Tất cả yêu tu đều rất thông minh, chỉ cần nhìn qua là không quên được. Dù chưa thành hình người, nhưng chỉ cần nghe nhân loại nói chuyện mấy lần có thể bắt trước. Tranh tử học tri thức nhân loại trong 18 năm, khó trách cách nói chuyện hay dùng từ giống hệt thiếu nữ bình thường. Tâm tính yêu tu sẽ theo thời gian chậm rãi thay đổi, cũng giống như là loài người. Một khi đã tu thành người, tâm tính sẽ như ban đầu. Tranh tử tu thành người 18 năm, cho nên tâm tính cô giống hệt thiếu nữ 18 tuổi. Tranh tử không biết hắn đang nghĩ gì, liên tục nói tiếp. Tôi gặp Hồ Y trên bờ biển. Hắn vừa thấy tôi động thủ. Tôi là giao nhân, nói cho cùng chỉ là thủy yêu. Rất nhiều yêu thuật tôi chỉ có thể thi triển dưới nước. Lúc đấy đang ở trên bờ nên tôi không phải là đối thủ của Hồ Uy. Sau đấy bị hắn bắt đi. Kẻ này rất đáng hận. Hắn bắt được tôi không giết tôi. Hắn đốt tôi tại chỗ mà chủ nhân đã nhìn thấy tôi. Dùng đốt đuôi của tôi lấy mỡ tôi chế thành dao du. Đồng thời cho tôi ăn một loại dược vật có thể miễn cưỡng bổ sung lượng nước cho tôi. Cứ như thế duy trì sự sống của tôi suốt 2 năm. Càng nói đến phần sau, tranh tử càng cắn chặt răng. Xung quanh toàn là yêu khí, làn da như bị thiêu đốt đỏ hồng, khiến Mã Thừa và Chu Tĩnh Như giật mình. Hai người chỉ dám im lặng lắng nghe, một câu không dám nói. Cũng may có một chút may mắn, bởi vì bị Hồ Uy lấy dầu liên tục nên hồn lực của tôi suy yếu, luôn luôn trong trạng thái hôn mê nên không thể cảm thấy thống khổ. Đến lúc lão đại đến ấy, tôi vẫn còn hôn mê. Chỉ khi nghe ngài đem tôi về, tôi mới thực sự thanh tỉnh. Nói đến đây, thanh tử òa khóc, tiếng khóc lần này thực sự thương tâm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, quả nhiên Chu Tĩnh Như nghe tranh tử kể rõ nội tình, vẻ băng sương trên mặt không còn nữa, thay vào đấy là sự khiếp sợ cùng thông cảm. Diệp Thiếu Dương để tranh tử khóc một lúc, đợi cô bình ổn cảm xúc, lại nói. Cô đã chịu khổ 2 năm, liên tục hôn mê. Vì sao mới nằm trong nước mấy giờ có thể khôi phục lại? Bây giờ nhìn trên người cô một điểm thương tổn cũng không có mà. Thân thể giáo nhân có đặc điểm, trong cơ thể có linh du, có thể trong thời gian ngắn chữa trị vết thương. Hơn nữa tôi được ngâm trong nước, thân thể hồi phục nhanh, chỉ cần mấy giờ có thể khôi phục. Còn cụ thể thế nào tôi không rõ nữa. Tranh tử nói đến đây, chỉ thấy trên trán thái dương của Diệp Thiếu Dương có một chỗ bị chảy ra, chính hắn không biết bị chảy lúc nào. Tranh tử bước đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nâng tay phải lên, dùng móng tay ngón giữa bấm một cái, một giọt máu hồng chảy ra. Sau đó cô nhẹ nhàng búng lên chỗ thái dương vừa có vùng da bị chảy, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên. Bởi vì động tác tranh tử bất ngờ, Diệp Thiếu Dương không kịp phản ứng, nên thân thể hai người kề cùng một chỗ, gần như dán chặt vào nhau. Một mùi thơm kỳ diệu phát ra trên người cô khiến người ta say mê. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngả người phía sau, quay đầu tránh cho chính mình bị say. Chương 419: Công chúa Mỹ Nhân Ngư. Một lát sau, tranh tử buông tay, Diệp Thiếu Dương không cảm thấy gì khác. Mã Thừa cùng Chu Tĩnh Như lại phát hiện vết thương trên trán của Diệp Thiếu Dương biến mất. Diệp Thiếu Dương sờ sờ trán thấy bóng loáng, không hề có vết thương, mỉm cười với tranh tử. Cảm ơn cô. Sau đó Diệp Thiếu Dương trầm tư. Cô có thể ở trên bờ bao lâu? Dạ, khoảng 12 tiếng. Tranh tử sợ Diệp Thiếu Dương đổi ý nên nói. Tôi không cần nhiều nước đâu, mỗi ngày chỉ cần tắm 10 phút là được. Tôi không có gì phiền toái cả. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Có phải dùng nước biển không? Tranh tử lắc đầu. Nước ở đâu cũng được hết ạ. Chỉ trong thời kỳ còn nhỏ, giao nhân mới cần nước biển. Do nước biển sâu tương đối sạch sẽ, tộc giao nhân chúng tôi thích sạch, không thích nước bẩn. Hơn nữa ở trong biển sâu rất thuận tiện cho việc tu luyện. À, tộc của cô à? Cô còn có người thân à? Vâng, tộc chúng tôi sống tại U Minh Đảo của Đông Hải. Cuộc sống chúng tôi giống như nhân loại, cũng có rất nhiều bộ lạc. Cha tôi là thủ lĩnh bộ lạc. Nếu lão đại có khó khăn, tôi có thể thuyết phục cha tôi dẫn nhân bộ lạc đến giúp người. Bộ lạc của chúng tôi rất đoàn kết đấy ạ.
Còn mẹ nó chứ, không ngờ mình lại cứu được một cô công chúa của tộc người cá à? Đây không phải là chuyện cổ tích nàng tiên cá đấy chứ? Diệp Thứ Dương gãi đầu nhìn Tranh Tử. Cô nhớ nhà không đấy? Trả lời thật đi. Trong mắt Tranh Tử xuất hiện tia ảm đạm. Cô cúi đầu, nhưng rất nhanh sau ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương kiên định. Lão đại cứu tôi, nếu như tôi không báo ân, cho dù trở về tất cả tộc nhân kỳ thị tôi, tôi là người của lão đại, lão đại đi đâu tôi đi theo đấy. Mã Thừa nghe dịp này không nhịn được chọc một câu. Diệp Thiếu Dương ơi là Diệp Thiếu Dương, người ta là người của cậu đấy. Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt với Mã Thừa, sau đấy quay lại nói với Tranh Tử. Không thể nói như vậy, cô chia cách người thân, cô đi theo tôi thì trong lòng cũng lo lắng. Cô lại không có bạn trai, tôi lại chưa có vợ. Ngày này... Này, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Ý của tôi là nếu chúng ta lúc nào cũng ở cùng một chỗ, sao có thể tìm được người yêu đúng không? Có đúng không nào? Tranh Tử cau mày. Vì sao? Thì cô xinh đẹp như vậy, suốt ngày đi cùng tôi, chẳng lẽ cô muốn tôi độc thân suốt đời à? Để nâng tính chất sự việc, Diệp Thứ Dương ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh Như. Đấy, không tin cô cứ hỏi cô ấy đi. Nếu cô ấy là bạn gái tôi, liệu có thể đồng ý cho tôi với cô ở cùng nhau không? Chu Tĩnh Như cúi đầu. Em đâu phải là bạn gái của anh. Em không biết. Em sẽ thấy bất tiện lắm. Đấy, thấy chưa? Cô xem đi, tôi nói có sai đâu. Diệp Thiếu Dương dụ dỗ Tranh Tử từng chút một. Thôi, bây giờ cô mau về nhà, tiếp tục tu luyện. Nếu mà tôi cần trợ giúp, tôi dùng hồn ấn triệu hồi cô, như vậy là tốt nhất. Lúc đấy cô có thể mang theo tộc nhân của cô đến hỗ trợ. Đây mới là thứ tôi cần, cô hiểu chứ? Tranh Tử điềm đạm nhìn hắn. Thế nhưng tôi muốn ở chung với lão đại. Diệp Thiếu Dương dùng giọng điệu chân thật nói. Cô cũng đã gọi tôi là lão đại, phải nghe lời tôi. Chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ đến khi tôi cần cô trợ giúp tôi tìm cô. Tranh Tử chép miệng. Lão đại lợi hại như vậy, khi nào mới cần đến sự giúp đỡ của tôi? Điều này không khẳng định được đâu. Đừng nói đến quỷ vực, nhân gian đầy quỷ khấu tà thần, không có thứ nào dễ đối phó. Nói không chừng tôi rất nhanh cần cô giúp đỡ đấy. Tranh Tử gật đầu một cách không tình nguyện. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái. Ôi trời đất ơi, cuối cùng thuyết phục thành công. Hắn nhìn Tranh Tử. Bộ dạng cô bây giờ rất bất tiện, cô vào trong bồn tắm đi, tôi chuẩn bị cho cô một bộ y phục khác. Không, rất lâu rồi tôi không được ngủ trên giường, tôi muốn ngủ một lúc. Nói xong Tranh Tử lập tức bò lên giường, chui trong chăn, nhắm mắt lại, chỉ lộ đầu và hai vai. Bên trên làn da có vết hồng lưu động. Ngay lập tức Diệp Thiếu Dương nhận ra cô đang tu luyện, nhưng cách tu luyện trong lúc ngủ như vậy hiếm thấy. Cách tu luyện quá dễ dàng như vậy, không tránh được cô mới trưởng thành 18 năm mà tu vi rất mạnh. Hắn lại nhìn thoáng qua mái tóc Tranh Tử lóng lánh, mắt phượng nhắm chặt, cộng thêm khuôn mặt điềm tĩnh, khiến Diệp Thiếu Dương nhớ ba chữ Thụy Mỹ Nhân. Ôi, thực sự là quá đẹp đi. Diệp Thiếu Dương đang lắc đầu, quay lại thì nhìn thấy Chu Tĩnh Như. Lần này Chu Tĩnh Như không còn lạnh lùng như trước, ngược lại nhìn hắn cười cười. Mỹ nữ thì ai mà không thích, không có gì đâu. Anh có thể để cô ấy rời đi, không giữ lại bên cạnh, đã rất là quân tử rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương thoải mái, chỉ cần có người hiểu cho mình là tốt rồi. Em có thể tìm cho cô ấy bộ y phục không? Thấy thái độ Chu Tĩnh Như thay đổi, Diệp Thiếu Dương không ngần ngại mở lời như vậy. Chu Tĩnh Như hào phóng gật đầu, lấy điện thoại di động gọi điện phân phó. Diệp Thiếu Dương nhìn về mặt cổ quái của Mã Thừa. Này, cậu muốn nói gì? Không có gì. Mã Thừa nhún vai nhìn Diệp Thiếu Dương. Đang định nói chuyện chính sự, điện thoại Diệp Thiếu Dương vang lên, là Tạ Vũ Tình gọi, nói mình đã đến Golden Place, nàng hỏi hắn ở phòng số bao nhiêu. Lúc trước Diệp Thiếu Dương đã nói cho cô biết, nhưng cô chỉ nhớ là ở tầng trệt, còn số bao nhiêu không nhớ. Diệp Thiếu Dương trực tiếp mở cửa, đi đến bên cạnh cửa thang máy, nhìn Tạ Vũ Tình hô to. Ê, đây, ở đây. Tạ Vũ Tình đi tới buồn bực. Úi giời, làm sao anh biết tôi đã lên trên lầu rồi hả? Diệp Thiếu Dương khẽ đảo mắt. Giọng cô lúc nói chuyện lớn thế, một cánh cửa làm sao ngăn nổi. Thôi vào đi. Tạ Vũ Tình đi vào trong phòng, liếc thấy Chu Tĩnh Như, lập tức làm động tác thân mật với cô. Từ vụ việc của Trang Vũ Ninh, về sau hai cô nương kết thành đồng minh, khi gặp mặt nhiệt tình khiến Diệp Thiếu Dương cũng phải bó tay. Đây là...
Tạ Vũ Tình ngẩng đầu, thấy mỹ nữ nằm trên giường, hình như còn không mặc quần áo, nàng ngơ ngẩn tại chỗ. Đột nhiên nàng nhớ ra đây là phòng Diệp Thiếu Dương, lập tức biểu hiện nhiệt tình, đã không cánh mà bay. Thay vào đó bộ mặt lạnh lùng, đi tới chỗ Diệp Thiếu Dương, mặt hầm hầm hỏi: "Có chuyện gì thế?" Chủ Tĩnh Như tranh thủ thời gian giải thích một lần cho Tạ Vũ Tình nghe. Lúc này nàng ổn định, không để ý việc Diệp Thiếu Dương ở cùng công chúa Mỹ Nhân Ngư kia nữa. Từ sau khi Tranh Tử xuất hiện, Diệp Thiếu Dương bị nhiều người hiểu lầm, khiến hắn cảm thấy khó chịu, đành bất đắc dĩ bảo: "Thôi, đừng có nói chuyện phiếm nữa, có chuyện gì thì cứ nói đi." Tạ Vũ Tình lúc này chợt trở nên nghiêm túc: "Vụ án này đã xong hết rồi, chỉ là thượng cấp chỉ nhìn chứng cứ nên không tin những gì xảy ra. Dù sao thì Hồ Uy đã chết, vụ án kết thúc, báo cáo cứ làm cho đúng thủ tục là được rồi." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Bất kể là sợ tội tự sát hay là chết như thế nào, tội giết người của Hồ Uy không thể chối cãi được." Chương 420: Thế giới trong gương. Tạ Vũ Tình nói: "Người chết thì chết rồi, cái này có quan trọng không?" "Có chứ, đối với tôi quan trọng lắm. Phán quyết của mấy người tương đương với pháp luật nhân gian đã phán tội cho Hồ Uy. Nó đơn giản hắn chết trong kế liệt hồn do tôi sắp đặt. Nếu như hắn bị phán tội giết người, âm ti tán thành, như vậy hành động của tôi phù hợp với pháp luật âm ti, cô hiểu chưa?" Tạ Vũ Tình ngạc nhiên lẩm bẩm: "Thế nếu như hắn không bị phán quyết thì hành động của anh không phù hợp với pháp luật âm ti à? Như vậy thì sẽ thế nào?" Thì không được tốt lắm. Dù sao thôi phán quan cũng không thể làm gì tôi." Diệp Thiếu Dương giang tay ra: "Chỉ là sau này nếu có việc phải tìm ông ấy, chắc chắn ông ấy mang chuyện này ra nói, hơi phiền toái." Chu Tĩnh Như nghe vậy không nhịn được chen vào: "Thế lúc trước anh giết Lệ Quỷ cũng không hề gặp vướng mắc như vậy mà." "Ừ, anh giết quỷ yêu là đương nhiên, nhưng đây là giết người em ạ. Hơn nữa Hồ Uy còn là pháp sư, với pháp lực của hắn, nói không chừng tại địa phủ cũng có huyền danh. Theo quy định bình thường, nếu anh giết pháp sư thì phải nói trước với Thôi Phán Quan một tiếng, chờ lệnh từ âm ti, sau đấy mới có thể động thủ. Phiền toái chính là cái chỗ đó." Tạ Vũ Tình gật đầu: "Ừ, tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi." Sau đó nàng mở cái bao nhỏ bên cạnh người, lấy cái laptop: "Đây là lúc trước Tứ Bảo đưa cho tôi, bên trong ghi chép danh sách tất cả khách hàng tìm Hồ Uy mua Cuban Thong. Anh cảm thấy phải làm gì bây giờ?" Nhắc tới vấn đề này, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cảm thấy khó xử. Nghĩ một lát, anh nói: "Nếu có tiểu quỷ đã được huyết dưỡng, nhất định phải thu phục nó. Còn tiểu quỷ sinh dưỡng, vẫn nên tận lực thuyết phục từng người bọn họ giao tiểu quỷ đó ra, đưa đến âm ti. Còn nếu bọn họ thực sự không muốn giao thì..." Mã Thừa chen vào: "À, giống như tiểu nữ quỷ lần trước chúng ta thấy ở phòng khách đấy hả? Nó cũng chỉ là bảo vệ cho mình và chủ nhân. Tôi cảm thấy không cần phải đưa bọn chúng đi đâu." Tạ Vũ Tình không đồng ý: "Không được, vạn nhất chủ của nó không muốn chỉ được bảo vệ thôi đâu. Có muốn dùng đả thương người khác thì thế nào? Ai có thể đảm bảo không có chuyện gì chứ?" Diệp Thiếu Dương lên tiếng: "Việc này cũng không thể xảy ra. Tiểu quỷ sinh dưỡng cùng lắm chỉ có thể dọa người, không đả thương người được. Nuôi dưỡng loại tiểu quỷ này có nguy cơ tiềm ẩn. Thà rằng thuê hai người bảo vệ cho xong." Nói rồi Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đồng thời đưa mắt nhìn phía Mã Thừa. Mã Thừa xua tay: "Úi dồi ôi, nhìn tôi làm cái gì? Những hộ vệ kia đều là nhân viên của công ty do tôi mang đến. Vì muốn trấn nhiếp Hồ Uy nên mới cố ý ăn mặc như thế. Tất cả quần áo giống hệt nhau, làm ra vẻ vậy thôi chứ bình thường không có việc. Ai muốn nuôi nhiều bảo vệ như thế? Tôi đâu có ngủ." Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi thấy cậu rất hợp hỗ trợ việc này. Mấy chuyện nuôi tiểu quỷ cảnh sát không tiện ra mặt, mà bọn họ lại là những đại phú hào hoặc là nhân vật tai to mặt lớn. Nếu tôi đi không chừng lập tức bị đánh chết. Để cậu ra mặt trấn áp được bọn họ mà." "Ấy, không, chuyện này đắc tội với nhiều người, tôi không làm đâu." Chu Tĩnh Như lập tức nói: "Thế thì để em đi, em cũng có thể nói chuyện với bọn họ mà. Em từ từ khuyên bảo bọn họ, họ không dám trách em đâu. Em không sợ đắc tội với người khác nữa." Mã Thừa nghe cô nói thế, nhận ra mình nhát gan, vội nói: "Ờ, đúng đấy, thế để anh đi với em." Chu Tĩnh Như không hề để ý đến Mã Thừa. Diệp Thiếu Dương thì cười: "Tứ Bảo đi cùng cậu, nếu thấy tiểu quỷ nguyện ý đi theo, cậu ta sẽ siêu độ cho chúng nó, coi như là phần âm đức của cậu ấy." Trong lòng Diệp Thiếu Dương mừng thầm, Hồ Uy buôn bán tiểu quỷ lâu vậy, khẳng định đã là có không ít người mua tiểu quỷ của hắn. Nếu mình tự tay đi tìm toàn bộ những người đã mua tiểu quỷ,
sẽ rất tốn sức. Đây chỉ là một chút âm đức thôi, không đáng cho mình hao tâm tổn sức. Dứt khoát cứ giao cho Tứ Bảo. Chủ Tĩnh Như nghe xong nóng nảy nói: Ấy, anh đừng có hào phóng như vậy chứ, cứ tặng hết lợi ích của mình cho người khác thế vậy. Uầy. Diệp Thiếu Dương lộ vẻ gian xảo, giả vờ không quan tâm, nhàn nhạt cười. Đều là gió thổi mây bay thôi em ơi, để ý làm cái gì. Chủ Tĩnh Như nhìn vào mắt hắn, lại thêm vài phần khâm phục. Chủ Tĩnh Như đề nghị buổi tối bày tiệc uống rượu, mời các bằng hữu cùng tụ tập. Cô không tham gia trong quá trình truy bắt Hổ Uy, nhưng nghe nói sự tình xong xuôi rất hưng phấn. Ít nhất cô không cần lo lắng về sự an toàn cho Diệp Thiếu Dương. Mã Thừa có chút xấu hổ nhìn Diệp Thiếu Dương. Này, tôi còn có chút phiền toái. Tiểu quỷ kia... Thôi, tôi khuyên cậu đừng nuôi nó. Đem con cô Man Thong ra đây đi, tôi siêu độ cho nó. Mã Thừa gật đầu. Ừ, không vấn đề gì. À, thế đúng rồi, Bạch Y Nhân có chết không vậy? Được Mã Thừa nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng gương âm dương đặt ở trên đầu giường. Y không chết được, vẫn bị giam trong gương. Mã Thừa hít sâu một hơi, nhớ đến lúc đấu pháp Bạch Y Nhân thể hiện sự hung hãn, e sợ nói: Thế bây giờ cậu định làm cái gì? Giết chết y à? Không giết được nó đâu. Chuyện còn lại cậu cứ tự mình xử lý, đừng lôi tôi vào. Diệp Thiếu Dương duỗi lưng. Thôi các cậu mau đi đi, đến giờ cơm gọi tôi dậy, tôi ngủ tiếp đây. Nói xong hắn ngã người xuống giường, đang đưa tay nhấc tấm chăn định ngủ, lập tức nhìn Tranh Tử nằm trong chăn người cứng đờ. Tạ Vũ Tình bật cười. Này, dám giở trò đây luôn đấy à? Diệp Thiếu Dương gãi đầu nhìn Mã Thừa. Ôi ôi, cậu ơi, chuẩn bị cho tôi một gian phòng khác đi. Mã Thừa liền để gian phòng bên cạnh cho Diệp Thiếu Dương. Sau khi chuyển đồ đạc của mình qua, hắn không còn tâm tình đi ngủ. Đợi tất cả mọi người rời khỏi, ngồi trên giường điều tức hai vòng chu thiên để tinh thần sung mãn trở lại. Hắn đi ra ngoài ban công, nằm dài trên ghế, suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã qua, không bỏ sót chỗ nào, cảm thấy an tâm một chút. Trừ chuyện cần Tứ Bảo đi làm ra, tất cả mọi chuyện đã xong. Kết quả tốt nhất, tất cả mọi người đều còn sống. Diệp Thiếu Dương cầm gương âm dương trong tay, mở thiên nhãn thông, xuyên qua ấn phù của mình lưu lại nhìn trong gương. Thần thức xuyên qua một vùng sương mù màu trắng, đi tới trên đồng cỏ. Bên cạnh hắn là bóng đen vô tận, hư vô mờ mịt. Bãi cỏ xanh ngắt, ở nơi này có vẻ kỳ lạ. Hỗn độn, cái tên cường đại kia đang ngồi khoanh chân ở giữa bãi cỏ. Trên thân là bộ trường bào lấp lánh ánh kim, đầu bị che bởi cái mũ trắng, hai bàn tay trắng như bạch ngọc lộ khỏi áo choàng vuốt ve mấy ngọn cỏ. Một luồng lực hỗn độn giống như một con rồng lượn lờ bên cạnh y, hiển nhiên đây là cách tu luyện. Thần thức Diệp Hiếu Dương hỏi hỗn độn: Không gian này do ngươi dùng tu vi để tạo ra? Hỗn độn không trả lời, nhưng Diệp Hiếu Dương biết y có thể nghe được mình đang nói, khẽ thở dài nói tiếp: Người định biến chỗ này thành chỗ tu luyện của ngươi sao? Lúc này hỗn độn mở miệng nhẹ nhàng: Có gì không thể. Này, ngươi rất mạnh, quả thực rất mạnh đấy. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn: Nếu thời khắc còn sống, còn không có Thái Ất Phất Trần giúp sức, dù ta tốn công bố trí đại trận thế nào đi nữa cũng không thể giam cầm được ngươi. Chung quy chỉ là thắng hiểm thôi. Chương 421: Gia thế Diệp Thiếu Dương. Hỗn độn cười nhạt một tiếng. Diệp Thiếu Dương cười nói: Kỳ thực ta muốn nói tu vi ngươi thông thiên, nhưng trong âm dương kính ngươi không ra được. Tu vi ngươi càng tăng, phong ấn càng mạnh. Ngươi giống như đang ở trong một cái sọt, vĩnh viễn không thể nâng được cái sọt lên. Hỗn độn im lặng, qua lúc lâu yếu ớt đáp: Có một ngoại lực có thể nâng được sọt. Ồ, vậy ngươi từ từ tu luyện đi, rảnh thì thử xem. Diệp Thiếu Dương không muốn tiếp tục vấn đề này, hắn nói: Thực ra ta vẫn luôn muốn biết nhìn ngươi thực sự thế nào. Ngươi cũng đừng nói vô hình vô tướng, tất cả chỉ là ngụy biện. Ngươi đã có thân thể, nhất định có mặt mũi, không thì ngươi che mặt làm cái gì? Hỗn độn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, tạo thành nụ cười nhạt. Ngươi biết tại sao ta lại che mặt không? Không biết. Khi ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương đáp: Ngươi không phải là mỹ nữ, thần thần bí bí như thế, làm cái quái gì? Đột nhiên hỗn độn chỉ một ngón tay, một luồng bạch quang bay ra phá vỡ thần thức Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay cầm âm dương kính lắc đầu, bị diệt một tia thần thức, mặc dù không ảnh hưởng đến thân thể, nhưng hắn có chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút,
bản thân mình không cách nào tiêu diệt hỗn độn. Trước tiên chỉ có thể giam cầm hắn trong âm dương kính, sau này tính sau. Hơn nữa hắn cũng biết, mình cũng không hề nghĩ là sẽ tiêu diệt hỗn độn. Hỗn độn từng tuyên bố đã từng giết sư tổ Mao Sơn, chuyện không thể phân biệt thật giả. Dù sao mình chưa từng thấy hắn giết người bao giờ. Diệp Tiểu Dương mở ba lô, lấy thái ất phất trần lặng lặng quan sát, trong lòng đắc ý không thôi. Thái ất phất trần mới là thu hoạch lớn nhất của mình trong lần hành động này. Mao Sơn tam đại pháp khí, mình có hai thứ. Nếu tập hợp đủ cả tam đại pháp khí, có thể phát sinh chuyện thần kỳ như trong truyền thuyết đã nói. Diệp Tiểu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, mình quá tham lam rồi. Kiện pháp khí cuối cùng kia đã mấy trăm năm không tin tức, mình đi đâu mà tìm? Ngây người một hồi trên sân thượng, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Tiểu Dương vừa mở, thấy Chu Tĩnh Như cùng mỹ nữ cao gầy đi tới. Hai mắt Diệp Tiểu Dương tỏa sáng, nhìn thoáng qua lập tức nhận ra Tranh Tử thì hơi sửng sốt. Hắn bắt đầu quan sát kỹ cô lại một lượt. Cô mặc bộ váy hoa, chân đi xăng đan trắng, trông đúng là thuần khiết, phối hợp với khí chất của cô tuyệt đối hoàn hảo, không chút tì vết, giống như là tiên nữ bước ra từ trong tranh. Chu Tĩnh Như vừa đi vừa nói, thế nào, tự tay em chọn đấy? Rất đẹp, đẹp lắm. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói với Tranh Tử, nhưng mà cô vẫn phải đi. Tranh Tử khẽ đưa tay sờ sờ đôi môi mỏng. Lão đại à, cho tôi ở lại một ngày đi. Tiểu Như tỷ nói buổi tối dẫn tôi đi tham gia tiệc rượu mà, tôi rất muốn đi, ngày mai lên đường có được không? Chu Tĩnh Như nói giúp, đúng đấy anh ạ, anh ở nhà thêm một ngày có sao đâu ạ. Ngay cả Chu Tĩnh Như cũng nói giúp nàng. Diệp Thiếu Dương không để không đồng ý, đành nhún vai. Sau đấy cùng nàng đi xuống lầu, vào khách sạn tìm Mã Thừa. Trương Tiểu Nhị Tạ Vũ Tình thấy Tứ Bảo cũng đến. Sư phụ tỉnh rồi. Trương Tiểu Nhị thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nhiệt tình, để đồ đệ giao nước cho sư phụ ạ. Ở trước mặt nhiều người như vậy, sự nhiệt tình của Trương Tiểu Nhị làm Diệp Thiếu Dương bị kinh ngạc không thôi. Chu Tĩnh Như kinh ngạc. Tiểu Nhị, cô bộ dáng hung dữ lúc bình thường đâu rồi? Sao ở trước mặt hắn? Trương Tiểu Nhị cười hào phóng. Trước mặt sư phụ thì ta phải khác chứ. Cô nói xong rét chén nước, đưa luôn vào tay Diệp Thiếu Dương. Chu Tĩnh Như im lặng, nếu không phải tận mắt thấy nàng như thế, có đánh chết nàng cũng không tin. Trương Tiểu Nhị gặp ai cũng khiến người ta sợ, mà cũng có thể nhiệt tình như vậy. Hơn nữa người này còn là... Mã Thừa tiến lên cười nói. Bây giờ mới biết, lão nhân gia người ta không chỉ có một người hầu là mỹ nữ, đồ đệ cũng là mỹ nữ. Uầy, quả thực được đấy. Lời chưa dứt, Trương Tiểu Nhị trừng mắt với Mã Thừa. Này, tôi cam tâm tình nguyện, có làm sao không? Mã Thừa biết cô luyện võ, hơn nữa tính tình nóng này, nó đánh là đánh, lập tức im lặng không nói gì. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nhìn quanh đoàn người. Gọi Tiểu Mã với Quách sư huynh đến đây đi. À đúng rồi, còn có Vũ Vũ nữa. Tạ Vũ Tình cố ý lạnh giọng cười. Chỉ sợ có người muốn gọi người cuối cùng mà không dám nói thẳng luôn thôi. Thôi, giời, đừng nói thế chứ. Hôm nay tôi mời mọi người lên hoa một bữa, sau đấy phải rời đi ngay. Sau này khó có thời gian gặp mọi người mà. Một câu của Diệp Thiếu Dương khiến tất cả mọi người sửng sốt. Tạ Vũ Tình hỏi luôn, sao? Đi á? Anh muốn đi đâu? À, tôi về nhà một chuyến. À, Mao Sơn à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không, đấy là sư môn của tôi, lần này tôi về nhà cơ. Anh có nhà? Mọi người đồng thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Trời, nó nhảm. Tôi là do cha mẹ sinh ra, không giống như Tôn Ngộ Không chui từ đá ra, sao lại không có nhà? Chu Tĩnh Như vội vàng. Không, em không có ý đấy, chỉ là trước giờ không thấy anh nhắc đến người nhà, nên em cứ nghĩ từ nhỏ anh ở Mao Sơn lớn lên ở đó, cho nên có chút kinh ngạc. Tạ Vũ Tình đứng bên cạnh cũng gật đầu. Thôi, không nói chuyện lúc trước nữa, đợi mọi người tập trung đông đủ tôi nói một lần luôn. Nói xong Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại gọi ba người lúc trước đã nhắc, bảo bọn họ đến. Nửa tiếng sau, Lão Quách cùng Trang Vũ Ninh đến. Hôm nay Trang Vũ Ninh mặc đẹp, có khí chất của minh tinh. Nhưng khi nhìn ba người Chu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhị cùng Mã Thừa, vẫn tỏ ra câu nệ. Nàng ngồi, trùng hợp là ngay bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thừa dịp đi VKC, cùng Mã Thừa nghe ngóng mới biết ông nội của Trương Tiểu Nhị
là tư lệnh quân khu 1 tỉnh Giang Nam. Trong nhà tiểu nhị có rất nhiều người đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đội. Diệp Thiếu Dương giật mình không thôi, không trách Chu Tĩnh Như và Mã Thừa đều nể mặt nàng. Hơn nữa tính cách Trương Tiểu Nhị lại vô cùng thượng võ, phần nửa là bị ảnh hưởng từ gia tộc. Cuối cùng thì Tiểu Mã cũng đến, dẫn theo Vương Bình. Mọi người đến đủ, tập trung ngồi vào bàn. Diệp Thiếu Dương đảo qua mọi người, bằng hữu của mình tại Thạch Thành hầu như đều đến. Nghĩ đến mình ở Thạch Thành mới được một đoạn thời gian, có nhiều bằng hữu như vậy, hơn nữa đều có giao tình sâu, trong lòng đầy cảm khái. Trước khi ăn thấy Dưa Dưa theo khe cửa chui vào, sau đó thì không thấy đâu. Dưa Dưa leo lên vai Tranh Tử ngồi, hai người bọn họ, một quỷ một yêu đều không ăn cơm, ngồi bên cạnh nhìn mọi người dùng bữa, uống rượu. Và diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào, Ngọc Mai xin hẹn các bạn ở phần tiếp theo. Có bạn nào biết dịch chuyện thì liên hệ với bọn mình qua fanpage. Bên mình đang rất cần tuyển một vài cộng tác viên dịch chuyện. Xin chúc các bạn ngủ ngon.